Dịch vụ là Pass VIP, Pass cao cấp, các gói khuyến mại vàng, các gói khuyến mại Ascoin giá trị cao. Liên hệ ngay số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Vâng, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục theo yêu cầu của một bạn có tên là Được Nguyễn, thì hôm nay mình sẽ làm về con tàu CN2096. Theo yêu cầu của bạn thì bạn bảo mình lắp trang bị đó là full tie 07 và ống phóng ngư lôi là full tie 12. Đây thì anh em có thể nhìn thấy ở đây, 3 khe đơn ống phóng ngư lôi tie 12 và 2 khe kép là tie 07. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi thi đấu luôn. Cái trang bị này của bạn thì nói chung là cũng được, nhưng mà nếu như mà là mình ấy thì mình sẽ lắp một cái loại tên nửa, đó là cái loại Bulava, mình sẽ đắp vào một khe. Còn cái thai 07 kia thì mình sẽ đề phòng cái trường hợp đó là khi mà còn ngầm đối với ngầm thôi. Anh em mà có điều kiện thì có thể sử dụng cái U8 cũng được, mình thấy cái U8 nó cũng rất là hay. Nếu mà không có thì thôi, tốt nhất là anh em cứ dùng cái thai 07 cũng được. Vì thực ra thì mình thấy là cái U8 ở trên thị trường ấy nó cũng không phải là quá đắt lắm đâu. Còn trận này sao khá nhiều bot nhỉ? Hai bên đều là không có tàu sân bay. À, một cái chỉ điểm mà mình chỉ cho anh em nhé, đó là anh em mà chơi tàu ngầm ấy, ở cái giai đoạn đầu trận ấy, cố gắng là hạn chế để cho bị lộ cái vị trí của anh em. Nói chung là anh em càng để lộ vị trí muộn càng tốt. Đấy, rồi mình sẽ chơi con ITDDX này trước đã. Cái ông phóng ngư lôi thai 12 này thì nó có cái điểm mạnh đó là nó hồi rất là nhanh và tốc độ của nó thì cũng rất là tốt. Đối với những cái tàu mà cái tốc độ của nó chậm ấy thì gần như là khó né lại ngư lôi lắm. Mình chơi ống phóng ngư lôi thì mình cũng hay thường khuyên anh em ấy là sử dụng mấy cái loại ống phóng ngư lôi mà nó có cái tốc độ cao ấy. Đấy, thì như vậy thì anh em chơi nó sẽ có cái tỷ lệ xác suất trúng nó dễ hơn. Anh em mà chơi tàu chiến thì chắc là cũng từng nhìn thấy rồi, những cái loại ống phóng ngư lôi mà nó bay tốc độ cao ấy, nó trôi tốc độ cao đến lúc nó lao vào khó phá lắm. Nhiều khi là ống súng phóng liệu của anh em nó không phá kịp ấy, vì cái tốc độ của nó là quá nhanh. Con này spam khá là sướng. Đây là cái tác dụng mà anh em bảo mình đây đúng không? Đấy, bắn trực tiếp luôn. Ôi, chắc là toang rồi. Chắc là toang rồi. Giờ bây giờ mình sẽ xử lý nốt con kia. Đội mình chết cũng khá nhanh anh em ạ. À, như vậy là hai thằng chúng nó ở bên này hết à? Và như vậy thì lại hợp lý quá nhỉ? Nhìn thế này thôi, anh em đừng có đùa nhé, bắn đau phết đấy. Và chắc là toang rồi. Vâng, lại còn mỗi con CGX nữa ạ. Ôi rồi ạ. CGX thì nếu mà không lắp mấy cái loại tên lửa giống như mình ấy, hoặc là U8 thì gần như là gặp tàu ngầm là chỉ có chịu chết rồi. Tại vì trận này là mỗi bên chắc là chỉ có hai người thì phải. Mình không hiểu tại sao dạo này nó ghép kiểu gì khá là chán. Đấy, mỗi bên chỉ có hai người, mình chả hiểu nó ghép cái kiểu gì ấy. Rồi mình sẽ làm lại một trận nữa anh em nhé. Rồi cái map bão táp. Đấy thì anh em cứ chơi tàu ngầm ấy, lúc đầu vào anh em cứ áp dụng cái chiến thuật như của mình, cố gắng là làm sao để lộ cái vị trí nó càng muộn thì càng tốt. Vì anh em mà lộ cái vị trí sớm quá thì đội của đối phương nó lại dễ bắt bài được cái hướng đi của anh em ấy. Những anh em nào mà có kinh nghiệm nhiều rồi thì mình không nói, những anh em mà gọi là mới sờ tàu ngầm hoặc là đang làm quen với tàu ngầm ấy, lúc đầu anh em đừng nên tiết kiệm oxy làm cái gì cả.
Cái mục đích anh em lặn ngay từ lúc đầu ấy là để hình dung ra cái đội hình của đối phương nó đang đi theo cái kiểu gì thôi. Đấy, khi mà anh em xác định nhắm được mục tiêu rồi ấy, thì tùy vào cái tên lửa và ống phóng ngư lôi thì lúc này anh em sẽ nổi lên hoặc là tiếp tục tấn công ở dưới mặt nước. Trận này khá là căng đây anh em ạ. Hai tàu ngầm. Rồi không biết là nó có ghép người nữa không. À trận này nó có, vẫn có cả người lẫn bot. Nhưng mà người thì chắc là nhiều hơn. Bên mình check map khá chậm đây rồi. Đấy, sau khi xác định được xong mình sẽ tấn công luôn con 096 anh em nhé. Đấy, những cái mục tiêu như thế này là anh em phải tấn công luôn này. Cứ cấu máu nó thoải mái đi. HMF. Đây, CGX đi. Do là cái trận này nó không có tàu sân bay mà, thế cho nên là mình cứ chạy ra càng xa càng tốt anh em nhé. Cứ chạy càng xa càng tốt. Mình không có tầm nhìn thì mình không lo bị tấn công. Rồi, con CGX chắc là đi rồi. Dính cái loạt ngư lôi kia của mình với đồng đội mình nó bắn là chắc là cũng toang thôi. Đây đi, mình sẽ xử lý cái con tàu ngầm này nhá. TK-208 này nó nặng nâu lắm anh em ạ. Nhìn là biết là cái giống con TK-208 này oxy của nó là nó trâu rồi. Mình múc luôn. Riêng loại này múc luôn, con tàu ngầm kia thì nó yếu rồi. Đấy, thế không phải lo nữa. Đó cũng chả có cửa gì đâu. Ui, nói chung là con này nó có nổi hay không thì với cái trang bị này nó cũng toang hết anh em ạ. Đấy, mình lộ tầm nhìn rồi đấy. Nhưng mà tầm này lộ tầm nhìn thì quá muộn rồi. Đội bạn không còn cơ hội nữa rồi. Tầm này là tự tin áp sát luôn anh em. Áp sát luôn. Tầm này bạn bắn mình cũng chả mồi nữa. Ồ, khói bụi mù mịt. Tôi không thấy bạn đâu luôn. Anh em thấy cái loại này spam ngư lôi sướng không? Nhìn cái ngư lôi nó xanh lè cả cái màn hình. Úi giời ạ. Còn hên cho bạn ấy là bạn ấy núp kịp đấy. À, bạn ấy vẫn có ý định chạy. À, mình cứ bắn lần lượt thế này thôi anh em. Con HMS-283 này thì mình biết cái chất của con tàu ấy rồi mà. Nó không cơ động như con Mogami đâu. Làm sao mà chạy được. Chạy chán thì cũng chết rồi mà. Vâng, tầm này là anh 283 này, anh ấy tuyệt vọng lắm rồi. Anh còn điều gì muốn chăn trối nữa không? Có cần em phóng thêm ngư lôi cho anh vào mặt nữa không? Thôi em nghĩ là anh chết đi cho nó nhanh. Anh có sống được đâu. Rồi ok anh em. Đấy thì nói chung là anh em chơi thì là nếu mà chưa quen tàu ngầm ấy thì cứ áp dụng cái chiến thuật như mình vừa bảo ấy. Đấy, nói chung là lộ vị trí nó càng muộn càng tốt. Anh em mà lộ cái vị trí càng muộn thì anh em sẽ càng chủ động được trong cái lối đánh của mình. Đấy thì nó chỉ có vậy thôi. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những video sau. Cảm ơn anh em.